EGPT. Vâng, tôi vẫn thích cầm EGPT hơn. Vì là chúng ta sẽ có được hai quân này thì lợi thế ép đời thì là gần như là như nhau. EGPT gặp những bài gỗ là gỗ xa, còn Hitty hay gặp bài nghiệp. Chất quân là tươi hơn một chút. Vâng, em chào anh vâng Nguyễn Hồng Phong nhá. Vâng Nguyễn Hồng Phong, anh có ý kiến gì không? Vâng, em cảm ơn anh Bùi Anh Đức vừa gửi tặng 100 sao cho game thủ hoàng Bái Nhi. Ok, em sẽ sửa tỷ số luôn. Tỷ số là 2-0 trong trận đấu này. 3-0 nè, 3-0 về C. C này thì là 3-0. Quân chúng ta đang nhỉnh hơn một chút. Một bầy hươu to có đuổi nó về với nhà chính nhà của mình. Vâng, chào anh Tịnh Lê nhá. Vâng, chào anh Cường Nguyễn. Chào anh Nguyễn Tiến Tuấn. Bảy hiệu 7, móc binh 7 hiệu, rừng là rừng thông đây rồi. Quả là quả 7. Và gỗ đầu là 8 ổn. Hoàng Mai Nhi sinh năm 89 anh em ạ. Và có voi ở phía ngoài và tôi hy vọng đây là đôi voi. Hy vọng đây là đôi voi. Đôi đi được không? Vâng, đang vẫy tài này, khả năng đôi thật đấy. Đôi. Voi đơn, voi đơn. Chán quá, voi đơn anh em ơi. Tại sao phải là đôi voi? Chỗ này mà đôi voi thì là mắc binh. Phải thiếu một đồ nữa, thêm bầy hiêu nữa này. Ok rồi đấy. Hoàng Mai Nhi thì ở Hà Nội anh em, ra Hà Nội gốc. Hoàng Mai Nhi có vợ con rồi. Tỷ số thì chuẩn rồi mà anh em. Bài ăn 2 yêu lên đời, 2 yêu 1 voi, 1 quả. Bài là cũng là bài bình thường thôi. Tạm gọi là đủ đô. Vâng, 8 tròn với 26 dân của Egypt. Hy vọng bài yêu này to. 4 hoặc 5 con hơi yêu. Vâng, yêu 6 luôn, ok. Vâng, xin thêm một voi nữa. Xin thêm một voi nữa để khỏe. Thiếu một voi nữa thôi. 23% từ truy mệnh. Vâng, mệnh cũng đánh 23% đi dò. Và giờ như mệnh đánh 25 dân. Cái điểm số cao hơn kia là điểm số đi dò thôi. Chúng ta cũng gần dò bằng mệnh đến nơi rồi đấy. Vì đang tìm thêm một con voi nữa. Vâng, đúng rồi, chiến mệnh là bây giờ đang thi đấu cho game TV anh ơi. À, Thái Bình, nhầm. Chiến mệnh Thái Bình. Đây. Hơi muộn. Đóng xong nhà điều kiện rồi, cụ mới cho. Kích. Vâng, 13, 18, 39.
Cái ông Nguyễn Hồng Phong này chả lẽ tôi lại ban ông đi bây giờ đấy. Vâng, ngựa giò nở ra và đẩy nào. Chúng ta sẽ nâng ngựa chặt gỗ dành cho cái thủ hàng Mạnh Nhi. Đây rồi, úi sụi gần nhau thế nhờ. Mày cũng đang có một con xe giò trong nhà chúng ta kìa. Rất gần nhau, hoặc là Mạnh Điên Hoàng Sa. Tôi nghĩ là Điên Hoàng Sa với cái bài mà giò hai mấy phần trăm của Mạnh. Đây rồi, Mạnh đang muốn ăn bảy hiêu, phá hiêu của Mạnh. Chiu, chiu, chiu. Chọc hai dân. Và đây là cái nhà BS của giải. Lần này, à, hay. Lên đời, đánh xe. Vậy là không xuống bằng đá trước, mà cần đánh xe trước anh Bách. À, không, không ăn vàng. Như vậy là chơi hốn mã vậy này. Vâng, chơi hốn mã của Egypt. Bánh xe và sau đây sẽ cố gắng xin một hai con sọc đơn đi quả. Tín luôn bãi gỗ, ken được nha, bãi gỗ đã ken được nha. Để tí nữa, đừng, thôi, đừng vào, giấu đi. Ken được, à không ken được à, ken được ở trong nhưng không ken được ở ngoài. Cố gắng tìm dân bệnh nào, bệnh viện Hoàng Sa đấy. Từ nhà 6 giờ lên thẳng hướng 12 giờ ăn bầy hiêu và ăn bệnh rừng. Lát nữa thì lướt qua cái bầy hiêu xem mạnh hoang ăn bầy hiêu hay không. Đấy rồi. Mạnh rất yếu bài này luôn, siêu yếu luôn, hai bánh xe luôn này. Thế là cũng khỏe phết đấy chứ. Đùa đâu, không đùa được với Mạnh đâu. Cung tên đang bắn kia ở nhà chính nhá. Khó chịu. Đất, cái con ngựa giò chúng ta bị con sư tử ăn chết. Vâng, bây giờ tăng điều A. Chắc chắn là Mạnh đang điên hoang. Nhà chính Mạnh không hề có ruộng. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng quản những vị trí điên hoang ở phía ngoài của cái thủ chính Mạnh. Nếu va vào vị trí điên hoang của Mạnh thì khả năng Mạnh thua luôn. Gặp, vừa gặp. Đây. Cụ đi và chân lạnh toát đến từ cái thủ chính Mạnh. Vâng, 5-6 con cung R của Hitty. Nhưng Mạnh không để ý rằng bãi quả phía trên không. Mạnh chạy dân siêu nhanh ạ. Vâng, Mạnh chạy dân đang là siêu nhanh. Không biết tầm này thì Mạnh đang chạy đi đâu và chạy đến hướng nào. 3 giờ hay là quật ngay về nhà chính nhà cũ của mình. Mạnh đang sắp đều được cung R cho những tơn này. Cái quân của cái thủ áo đang hơi đuối. Vâng, mid-air, Mạnh đang tiếp tục quay lại bãi quả. Mạnh đang điều quân tốt và bây giờ Mạnh đang muốn vào trong ruộng chính của chúng ta. Và truy Mạnh cũng không thể sắp đều được quân nữa. Tôi nghĩ là như vậy khi mà bãi thực của Mạnh thì đang bị công vào là rất gắt. Lại chúng ta thì mới đang ấm được cái bãi thực. Đập luôn đi chứ còn gì. Không đập, vẩy e để bắt luôn. Vẩy e bắt tơn này. Xong quân đều vào nào. Mạnh đang sắp được tạm thời là 3 nhà BA. Tôi nghĩ là 3 nhà BA. Vâng, hốn mã của Egypt đang đối đầu với cung R Hitty. Không phải bãi gỗ và những nhà BA của Mạnh. Thế trận đang là 5 ăn hơn thua. Gần như là tương đương nhau. Khi được nhiều dân hơn. Vâng, ăn bầy hiêu đến từ cái thủ chí Mạnh. Mạnh mất khá nhiều dân rồi đấy. Mạnh mất dân bãi quả ở phía trên, mất một chút dân tại bãi gỗ và bây giờ thì mất luôn thêm nông dân ở bầy hiêu. Tầm này chúng ta là 24.
Vâng, bên kia thì có lẽ tham lai của mệnh cũng gần như tương đương với chúng ta. Tham lai tầm 25, 26 đấy thôi. Nhà chúng ta tiếp tục bị công. Không biết là nhà còn gì không. Đấy dường như là chỉ là những tình huống bắn vào móng nhà của chúng ta thôi. Tất cả dân và quân ta đã rút hết rồi. Đây rồi. Mệnh tiếp tục ăn hoang những con vòi phía trên này. Hay lắm. Vâng, vậy 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 vậy. Chốt luôn. Chốt luôn. Mệnh ơi, đứng lại nào. Mệnh mất thêm một tên dân đau nữa. Một trong những tình huống chạy dân cũng khá là may mắn đấy từ game thủ hoàng Mai Nhi. Làm cái nhà chính ở đây luôn. Ăn cả gỗ cả cả quả. Không, vẫn quyết định đang đặt BS. Vẫn quyết định đặt BS và làm cái BG. Bệnh vừa rồi là một tình huống mất dân đau. Rất đau. Chúng ta cố gắng đi quả. Màn hình máy của game thủ hoàng Mai Nhi Tham Lai đang là 20. Bên kia thì không biết là sau cái tên mất dân vừa rồi thì game thủ chính mệnh tuột về Tham Lai bao nhiêu. Vâng, đây là một thế quản quân bằng khít nhau này, như vậy là mệnh có tầm 19-20 gì đấy thôi. Vâng, hai game thủ đang rất cần nhau về. Ôi nào, bị vé kìa. Tham Lai chúng ta tụt xuống còn 13 thôi, mất 7 tham dân à. Đau thật. Khá thường bình rồi. Không ngờ toàn thương binh. 7 tham dân trong tình huống vừa rồi. Đau quá. Vâng, đau hơn hoạn ạ. Em chào anh cuộc sống mới nhá. Vâng, bây giờ thì ra một mạch dân không ra quân nữa. Chạy 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 chạy. Chưa kịp đổ thực về để ăn để. Ơ kìa. Cố lên nào. Bắn con dân ở bãi gỗ của mình. Biết là mình còn dân hay không đấy. Ngày hôm qua em có một cái trận đấu mà chúng ta chơi với game thủ vâng, game thủ No1. Có một trận đấu mà không còn dân. Bây giờ chúng ta cố gắng quản dân của game thủ của game thủ màu 6 game thủ chi mệnh thôi. Mệnh đang đi cung giờ là đầy sát thương. Tôi nghi ngờ rằng mệnh hết dân. Bây giờ chỉ ăn mới đi điều cung giờ thôi. Đây, anh biết mày rồi. Chúng ta là còn hai con dân nữa. Bị tôi đấy à? Chạy nhanh thế. Rồi, bắt cung chó lẻ của cái tù chí mệnh. Hai con dân này là quý hơn vàng đấy. Luôn quân dân. Thực sự đau hơn họa. Còn quân dân cuối cùng thôi. Thắng thua là phụ thuộc vào quân dân này. Đúng hai quân dân này thôi. Bây giờ có một vị trí nào để ăn mới không? Chứ ăn ở đây thì chắc chắn mệnh sẽ quản. Và bây giờ chúng ta cũng không còn gì. Gỗ thực cũng không còn. Bắt buộc muốn ăn phải ăn tại đấy thôi. Vừa thấy một cái bóng gì đấy giống như con quân hoặc là con dân của cái tổ chí mệnh thì phải. Dường như đấy là quân. À đây. Thắng thua tờ này đấy. Nó không để ý đâu. Rồi. Vừa xin được à? Không. Không phải vừa xin được hay không nhỉ? Tôi không kịp nhìn theo mà cái lượng máu có đầy hay không. Cố gắng. Đánh như thế quản dân, quản quân, quản dân thôi. Hy vọng là mệnh không quản dân. Bãi quản là mệnh không ăn. Rất nhiều quân của mệnh đang đứng đốt nhà của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta vẫn bú được bãi quản. Có lẽ là mệnh đoán là chúng ta hết dân. Rồi, xong quân dân. Chạy. Cố. Đấy, bắt quân lẻ này. Chúng ta vừa mất thêm một tham. Nở được một tham thì mất luôn một tham. Chúng ta bắn lại một tham của người thủ truy mạnh. Đầu quân thế nhở. Có lẽ là chỉ tham toàn thăm quân thôi. Không, vừa nở được cung rờ như vậy là vẫn còn dân. Mệnh vẫn còn dân. Bãi quả này không hề có.
Vâng, điều rờ tốt. Ăn được 3 thang của đối phương nhưng... Oh,